chào các con. Buổi học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang một dạng toán cơ bản nữa nằm trong chương trình toán lớp 4, đó là giải toán có lời văn, dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Vậy cách giải bài toán này như thế nào và chúng ta sẽ vận dụng như thế nào vào để thực hành các bài tập cho nó tốt? Thì bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay nhé. Chúng mình cùng hướng lên màn hình và theo dõi cô có bài toán sau. Bài toán thứ nhất. Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3/5. Tìm hai số đó. Nhìn vào đề bài thì các con thấy được ngay. Bài toán cho chúng ta biết tổng của hai số là 96. Và tỉ số của hai số là 3/5. Đây là những dữ liệu ban đầu để các con có thể căn cứ và tìm ra dạng toán đó là tổng và tỉ số. Và tổng của hai số là 96 và tỉ số của hai số là 3/5. Bây giờ yêu cầu các con là phải tìm hai số này. Vậy với bài một bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số như vậy thì chúng ta sẽ phải giải các bước như thế nào? Chúng mình hãy cùng quan sát lên màn hình để nghe cô hướng dẫn nhé. Trước tiên khi các con gặp những dạng toán này thì các con cần phải vẽ sơ đồ để biểu thị những dữ liệu đã cho. Ở đây người ta yêu cầu các con là tìm hai số. Vậy ở đây hai số là những số như thế nào? Hai số đó chính là số bé và số lớn. Vậy ta có thể có sơ đồ như sau. Tỉ số của hai số là 3/5. Vậy cô có thể hiểu được số bé sẽ chiếm 3 phần và số lớn sẽ chiếm 5 phần. Các con chú ý, khi chúng ta vẽ sơ đồ thì cái số phần này phải được chia bằng nhau nhé. Nhớ chưa nhỉ? Nếu các con chia mà không đều nhau thì các con đã vẽ sơ đồ sai rồi. Chúng ta lưu ý một điều là các phần, các đoạn thẳng trong cái sơ đồ, các đoạn thẳng nhỏ như này này, thì các con phải thể hiện là bằng nhau. Tỉ số của hai số là 3/5, tức là số bé chiếm 1, 2, 3 phần. Và số lớn chiếm 1, 2, 3, 4, 5 phần. Và tổng hai số bằng 96, cô thể hiện bằng cái móc như thế này. Để chúng ta thấy được đây chính là tổng của hai số. Và yêu cầu của bài toán là các con sẽ phải tìm hai số. Tức là các con phải đi tìm số bé và đi tìm số lớn. Đúng chưa? Như vậy trên đây là toàn bộ dữ liệu. Tóm tắt lại nội dung bài tập bằng sơ đồ. Các con lưu ý trong dạng toán tổng tỉ. Nó ngắn gọn như vậy. Thì chúng ta thấy được là sơ đồ là một cái điều rất là quan trọng. Các con cần phải lưu ý, bởi vì nếu các con vẽ được sơ đồ, các con sẽ hình dung ra bài toán và các con có thể giải không bị nhầm lẫn. Còn nếu khi chúng ta vẽ sơ đồ mà bị sai thì chắc chắn là cái bước giải ở đằng sau của chúng ta khá là khó đúng và rất dễ bị nhầm lẫn. Đấy là cái điều mà cô cần lưu ý với các con, đặc biệt là trong dạng toán tổng tỉ như trên. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đến phần bài giải. Việc trước tiên, các con hãy nhìn vào sơ đồ và các con sẽ tìm tổng số phần bằng nhau. Ở đây các con thấy là số bé chiếm 3 phần, đúng nhỉ? Số lớn chiếm 5 phần, vậy cô có thể viết được phép tính tổng số phần bằng nhau chính là 3 cộng với 5, đúng nhỉ? Và ta được kết quả là 8 phần. Như vậy, có tất cả 8 phần bằng nhau, cả số bé và cả số lớn. Chúng ta chuyển sang lời giải tiếp theo.
Sau khi chúng ta thấy được tổng số phần bằng nhau là 8 phần thì lúc này chúng ta sẽ nhìn đến bảng để nghe cô hướng dẫn tiếp. 8 phần này sẽ tương ứng với 96. 8 phần mà các con vừa tính đấy ạ, sẽ tương ứng với 96 đơn vị. Vậy bây giờ để tìm được một phần thì chúng ta phải làm gì ạ? Ta sẽ phải lấy 96 chia cho 8 phần để ra giá trị của một phần. Và cô được kết quả đó là 12. Các con lưu ý, đây là bài toán tìm hai số, cho nên khi chúng ta tìm giá trị một phần hay là khi các con tìm số ở các bước giải tiếp theo thì chúng ta không cần phải ghi đơn vị nhé. Như vậy là chúng ta đã có được giá trị một phần là 12. Sau khi chúng ta biết được một phần nhỏ này này, một đoạn thẳng nhỏ như này có giá trị là 12. Đây có giá trị 12 này. Đoạn này cũng vậy ạ. Đoạn này cũng giống.